kênh Hai Đăng xin kính chào quý khách, chào các anh chị và các bạn, những anh em yêu mến dòng xe cơ giới. Thì Hai Đăng chuyên giới thiệu về các dòng xe cơ giới, thì mời các anh chị và các bạn quý khách cùng các anh em hãy tham khảo và ủng hộ kênh để biết nhiều về các dòng xe cơ giới. Hai Đăng xin kính chúc các anh chị và các bạn, các anh em sức khỏe dồi dào và có một cuộc tham khảo đầy ý nghĩa. Ôi, xin chào anh em nha. Ngày hôm nay tập hợp lại quay một lần 3-4 con xe ủi lên luôn cho để anh em tham khảo nha. Thì hôm nay mình sẽ đưa lên 3 con, thì bãi rất là nhiều đó, cũng 6-7 con luôn, nhưng mà cũng có một vài con đang làm lại với mấy những chi tiết cũng chưa xong, cho nên giờ đã xong 3 con rồi. Thì đưa 3 con lên cho anh em lựa chọn luôn. Thì có 2 con trừ 5, 1 con trừ 6 nha. Thì quá trời quá đất đây, thì anh em cứ lựa chọn 3 con này, rồi những con kia xong đưa lên thì quay tiếp cho anh em lựa chọn tiếp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu con D20 trừ 6 trước nha. Đúng, chưa bao giờ mà xe ủi mà về nhiều như hôm nay nha. Quá trời luôn, 5-6 chiếc, 6-7 chiếc luôn, đủ loại đủ kiểu nha. Anh em tha hồ mà lựa chọn. Tại vì hôm nay mình giới thiệu luôn một lượt 4-5 con luôn cho anh em lựa chọn. Thứ nhất, và bây giờ đây là con D20 trừ 6 bản B nha. Con này chỉ cần lợp cái mui lên nữa là ok rồi. Quá trời quá đất luôn. Thì mình sẽ giới thiệu lần lượt từng con luôn cho anh em chọn nha. Con này là con D20 trừ 6 bản B. Trừ 6 này đẹp thiệt, làm mới nha. Anh em nào mà cần trừ 6 mà không lấy con này cũng tiếc nha. Con này là nước sơn dinh luôn nha anh em, máy móc nè, toàn bộ là còn dinh hết nha. Bơm bọng máy móc đùi yết gì là còn dinh hết nè, để nguyên dinh, không có cần phải làm gì hết nè. Bánh phôn nè, dần chân nè, nhìn dần chân là thấy thèm rồi. Bánh răng đẹp chưa? Hết luôn, 3-4 con luôn đó, 3-4 con một lượt luôn cho anh em tha hồ lựa chọn luôn. D20 trừ 6 nước sơn còn dinh đét luôn. Lá ba tê nè còn găng luôn nha, nổi găng luôn nha. Đó, đẹp luôn nè. Nói chung là tất cả những con xe ủi này là chỉ xe đã qua sử dụng nha, chứ không phải là xe mới nhập nha nè, đã qua sử dụng, cho nên cái giá nó rất là bèo nhèo ha, giá sinh viên luôn. Thì giá của nó thì cũng từ 170 cho đến 190 chứ không có hơn nữa nha. Đó, tầm giá của đó thì mỗi con mỗi giá khác nhau nha. Chân cẳng hai bên luôn nè, rất chi là đẹp nè. Đối với xe qua sử dụng mà cỡ này là thì là phải nói là đẹp. Máy nè, máy còn nguyên bản hết luôn, bảo đảm rằng máy anh em máy chưa bung chưa gì hết nha. Vậy còn cái con trừ 6 này thì mình cho biết giá con trừ 6 này luôn nha. Con trừ 6 này là 180 nha, 180 triệu mà nó đẹp như thế này nha. Chứ anh em giờ cứ so sánh cái xe ngoài bãi coi thôi. Ở trong này là chỉ bán là bán qua điện thoại, bán với những anh em quen biết giới thiệu nhau ha, còn không có phải bán khách đi đường giống như ở ngoài đường vậy nha.
cho nên nó chất lượng uy tín nha. À, con này 180 triệu nha, D20-6, nước sơn dinh còn đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua quay những con tiếp theo bên kia nữa, rất là nhiều con nữa cho anh em lựa chọn nha. Quá trời quá đất nè, 3-4 con, 4-5 con, 5-6 con nè. Thì lưu cũng có luôn, lưu 4 tấn bể mình có luôn nè. Đây con thứ hai, con cũng D20-5 luôn, D20-5 nha. Con lúc nãy D6, con này D5, D20-5 cũng là bản B luôn nha. Con này sơn dinh cũng còn dinh dép luôn. Máy móc là còn dinh dép luôn nha, bảo đảm cho em là máy chưa bung luôn. Nhưng mà có cái đề lô nè, đề là đề lô rồi. Làm dinh còn nguyên à. Mày coi dàn chân của con này coi. Anh em mà ai nhìn ra cái có một cái chỗ nào mà lỗi sơ sót thì anh em comment chỉ giùm nha. Đã chưa. D20B-5. Tắp lô ghiền hả? Rồi đây em thứ hai, cho giá luôn 175 rồi. Thôi 170 đi cho 175 mà lé rồi chi cho. Rồi con thứ ba, tiếp tục con thứ ba. Sao con nào thấy cũng ngon hết rồi. Nghe con nào cũng nói ngon hết rồi, giống như nó dốc rồi. Bây giờ khỏi cần nói đi, để cho nhìn video là biết ngon hay dở, khỏi cần nói đi. Ba con này chắc chắn một điều cam kết là máy chưa bung. Ông nào nói máy bung rồi cho máy đem về luôn. Con này thì nhìn thấy nó cũ kỹ hơn nhưng mà sơn còn nước sơn dinh đét luôn nha. Nhìn cũ kỹ thiệt nhưng mà sơn dinh á. Yeah.
Đây. Xích ba dòng gì đây. Cà lê quá đẹp luôn. Con này giá nhiêu không chú? 175 luôn á. Đục má giá mềm quá. Sao nói cao cao luôn cho tao mua. Rồi. Con này cho luôn. Giá luôn cho anh em dễ lựa chọn. 175 luôn. Nước sông Vinh. Không có pha lẫn một cái diêu gì hết. Bơm bọng máy móc đùi còn nguyên không có bung gì hết. Bộ lon xét đố thằng nào mà mới được con bộ lon đùi này ra đừng nữa mà đùi bung đùi. Đây. Con này nước sơn dinh thì nó hơi trầy trùa xấu xí xíu nhưng mà nó chất lượng. Con này tắp lô xấu hơn mình con kia. Ra coi cái máy chứ coi. Rồi con heo sáng giới nè. Tiết mỡ bò đi cho cuốn là văng đây đi hết. Mỡ bò văng tê âm hết. Nội không phá xe người ta vậy trời. Trời không nội kia. Chạy dữ vậy. Xe ủi mà chạy như xe tăng hả rồi. Đung 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 đung. Rồi. Thì giới thiệu với anh em thì cũng ba con đó thôi anh em lựa chọn, còn rất là nhiều nè, nguyên đóng 6-7 con luôn nhưng mà cũng đang làm lại một vài chi tiết nữa cho nên cũng chưa lên hình được, thì lên ba con này cho anh em lựa chọn thôi. Quá trời quá đất thì ba con này anh em lựa chọn rồi, khi anh em tới ra là cũng có nhiều con nó lựa chọn khác nữa.